Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là trọn bộ bảng main của Sony Z4 Vision. Và đây là phần camera sau của Sony Z4 Vision. Khi bạn gặp có lỗi sự cố liên quan đến phần camera máy ảnh của Sony Z4 Vision, lỗi hỏng cần thay mới, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099. Chúng tôi có sẵn tất cả linh kiện của Sony Z4 Vision chờ thay mới vị các bạn. Riêng đối với camera của Sony Z4 Vision, chúng tôi chỉ thay trong vòng chưa đầy 15 phút. Thông tin chi tiết hơn, cụ thể hơn về dịch vụ thay mới camera máy ảnh của Sony Z4 Vision, quý hàng vui lòng liên hệ 04 66 75099. Kỹ thuật viên của didongcaocap.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại didongcaocap.vn, địa chỉ cung cấp linh kiện điện thoại Sony Z4 Vision hàng đầu Việt Nam.